Dạ em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Dạ. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Chị Nguyễn Thị Linh, chị ở Bạc Liêu. Dạ. Còn anh trai? Anh là Mai Nhân Lợi, đến từ Bạc Liêu, Đông Hải, ăn chạy. Hôm nay hai vợ chồng anh chị về đây nhờ đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì đấy? Con anh nó đi lúc nay, qua nay giờ đó mà đi không về. Mấy bữa trước thì nó là nó đi học chi tính, định đi theo cái tốt gì đó, bạn bè nó rủ gan nó là đi bắn đa cấp gì đó. Ôi trời đất ơi, bắn đa cấp hả? Dạ, rồi anh không cho, anh mới la nó. Anh nói thôi mà đi làm công ty thì nghèo khổ, cha con lên đi làm công ty đi bán hàng đa cấp, người ta có trình độ rồi kia kìa. Thì mới 2-3 ngày nay vậy đó. Rồi tối thì nó đi, nó đem xe bộ cũng đi, cũng đi bôi luôn, không về, tính đi làm công ty. Rồi cậu nó về hỏi sao mà vô công ty mà qua đây giờ nghỉ, quản lý chống ta la. Rồi anh ấy, nó mới nhắn tin cho con anh đó, nó mới bảo là giờ nó thiếu nợ người ta tới 100 ngoài triệu gì đó. Là mày trả, nó đi luôn mà nó không về. Con trai họ tên đầy đủ là gì? Phan Tùng Phan. Em nó nhiêu tuổi rồi anh trai? Sinh năm 2005. Vậy là 19 tuổi. Dạ. Tính tình con trai nhà mình như thế nào đây? Bình thường thì nó cũng ít nói lắm, nó cũng hiền, ít nói lắm, mà đi làm thì nó cũng đi suốt à. Mà đâu tiền đó độ theo độ cũng cỡ 3-4 tuần nay nó cũng quen người nào đâu trên Bình Dương à. Rồi nó quen cái nhóm bạn đó đó, là anh thấy nó về trong mấy ngày nay nó sao đó, nó đi bán hàng ở cấp rồi học cái tính, anh thấy nó ăn mặc rồi đấy, anh mới la nó, anh nói thôi nghèo thì đi bán thôi, đi làm công ty với cha đi. Thì không thắng từ từ cha con về quê chứ đi ta có chữ nghĩa ta mới vô học chi tính ta làm trong phòng con à. Nó không chịu, là anh tính vậy thôi, ngày qua ngày mới có cách anh mới la là nói là chủ nhật thì gọi đó, anh kêu la đó. Thì bữa nay nó đi đâu qua ngày vậy, rồi nó lấy xe cộ đủ đi luôn. Vậy là mới đi ngày hôm qua? Dạ, hôm qua. Cụ thể là con trai anh mang đi những thứ gì đi? Bữa trước là nó đi cái xe kia nhưng mà nó không có đem về, nó nói là xe nó bị bắt rồi. Xe đó là xe gì ạ? Xe chia. Rồi đêm hôm này là nó lấy chiếc SH, nó cũng thay đồ đi làm, mặc áo công ty luôn. Thì chị nghĩ là nó đi làm, nó lấy chiếc SH, nó không, nó xe nó bị bắt rồi, nó lấy chiếc SH thì nó đi làm. Rồi nó đi vô cho công ty, về nhà cho công ty điện về á, nói là nó không có vô công ty làm. Rồi điện nhà điện cho nó, điện không được. Rồi lúc 1 giờ nó nhắn tin cho ăn nó, là nó nói giờ nó thiếu nợ 150 triệu. Nó lấy chiếc xe của mẹ nó cầm nữa rồi. Nếu mà mẹ thương nó thì chuộc cho nó, thì để cho nó gửi giấy tờ rồi về, rồi đi ra chuộc cho nó. Còn nó thì nó không về, nào nó mặn nó có tiền về nó trả lại cho mẹ nó mới về. Xe SH của chị biển số bao nhiêu, màu gì? Cái xe màu đen, biển số 94. Cụ thể? 94B1-66277. Vậy là con trai nhà mình hiện tại là đang làm công việc gì? Công ty gì anh trai? Công ty ốc vít ở Cuba, chỗ xéo xéo công ty 8 ở Cuba. Làm được lâu chưa anh? Nó vô 2 năm. 2 năm rồi hả? À, 2 năm rồi. Vậy là trong cái thời gian gần đây là con trai mình có những cái dấu hiệu bất thường, dấu hiệu bất thường. Lâu chưa anh trai? Chỉ mới từ ngày lễ 2 tháng 9 tới giờ thôi. Vậy là mới trong tháng này mà. Tại vì lúc lễ đó là nó được nghỉ đó, nó đi chơi. Nó đi chơi rồi nó gặp luôn cái nhóm đó. Là từ bữa đó tới giờ là nó vậy thôi. Là về bắt đầu là có những cái dấu hiệu bất thường. Yeah. Con trai nhà mình có ăn mặc sang chảnh lên hơn không? Có quần tay áo sơ mi Anthony mang giày á. Anthony bữa đó tới giờ là nó vô chỗ đó đừng, nó học nó làm, nó làm nó về, nó mặc đồ là nó Anthony, nó mang giày rồi. Nói chuyện có vẻ hay hơn không? Nói lắm. Về nhà người nhà hỏi gì nói, thấy không hỏi thôi, nó ít nói chuyện với nhà, tại vì nó cũng đi suốt mà, nó tới nhà nó đi vô chỗ đó, nó vô chỗ đó thì nhà nó cũng đi làm, tại vì nó tăng ca mà. Nó làm nó tăng ca suốt à. Mình có hỏi con là dạo này sao con thay đổi như vậy không? Không, mình chỉ nghĩ là nó đòi vô chỗ đó mình không cho thì nó buồn buồn. Mình chỉ nghĩ là chắc mình không cho thì nó buồn vậy thôi. Vậy là gia đình nhà mình cũng có khuyên con rồi đúng không? Dạ, khuyên là khuyên không cho nó vô bán hàng đã cắt đó. Thế là chỉ kêu thôi con ơi, con đừng có vô chỗ đó, tại vì chỗ đó cũng không có tương lai. Nếu mà sau này mình về quê mình thất nghiệp á, mình cũng không có làm gì được thôi. Giờ con gái là tiếp mẹ đi, rồi qua Tết anh của con á học ra nghề rồi nó làm có lương á, nó phụ mẹ đi, rồi mẹ cho con đi học cái nghề gì con thích, cái nghề gì cũng học nghề đấy. Hồi đó giờ là nó thích, nó học cái nghề hớt tóc. Hớt tóc hả? Nhưng mà chị nói vậy mà nó không chịu. Trước giờ con trai nhà mình có ăn chơi hay là đua đòi gì không? Không. Làm là tiền bạc có đưa cho ba mẹ không? Có.
Nhưng mà chỉ cái dạo gần đây, đặc biệt là trong tháng này, từ khi đi mà đi theo bạn theo bè đúng không ạ? Chủ nhật chiều rồi á, nhà anh cũng có khách rồi, nó lại nó hỏi cậu nó hay chú nó gì đó, anh nghe mang máng nó hỏi chứ ở thủ dùng một mà chú biết công ty cái gì Hà Hà này. Chỉ bởi vì mình cũng nghe thoáng chỉ cái gì nó có chị Hà đấy. Là nó học đi học cái công ty đó là với thủ dùng một á gần 512 á, nó nói chị tại vì chị la nó, chị nói mẹ học ở đâu, nó với thủ dùng một chị mới nói á, mày đi như vậy rồi xa quá rồi tới nữa mày đi họ đi làm vậy rồi mày về khuya rồi mẹ nhà mẹ lo lắm, mày đi về khuya nhà mẹ lo lắm, xa quá thôi nghỉ đi mày kiếm chỗ nào gần gần mày làm đi. Bữa giờ em nó có mang cái sản phẩm gì về nhà không? Không có một hộp thuốc gì, nó nói là nó không có nói gì sản mà phẩm chức năng hả? Chị thấy nó để đó, chị coi ở ngoài là để phòng chống đột quỵ gì đó. Rồi vậy là theo thông tin của anh chị chia sẻ thì 100% con nhà mình là có thể là vào đa cấp được rồi. Anh chị có hiểu đa cấp là gì không? Không. Tại vì nói chung ra anh cũng nghe mang máng cách nay đâu cũng cỡ mười mấy năm rồi. Ở dưới cũng có bán hàng đa cấp rồi, nó cũng bán son nồi để đầu giới thiệu người này tới người kia, nó cho mau lên chức trưởng phòng rồi mau có lương. Đó. Anh mới la nó đó đó, anh mới la nó hồi chủ nhật thì hồi anh cũng la nó đó. Nó nói là người ta ở dưới quê mình á, người ta cũng dụ chỗ đó người ta bán đắt người ta trả nợ đó. Anh la nó rồi đó, mà nhưng mà bây giờ anh nói nó bây giờ nó hiện đại hơn, nó mới bắt mày đi học vi tính, nó dạy cho mày nói lo lót chứ ngày xưa thì nó không ai được vậy, bây giờ nó dạy cho mày mê đó. Anh cũng có la nó mới la những gì đa cấp là một hệ thống kinh doanh mạng lưới, gọi là ảo tung chảo không có thật nhá. Chị mới nói mày giờ mày một... làm cái gì á, mày cứ nói gì cho mẹ biết, đừng ai hỏi giả tỷ như cô bác hay gì có hỏi rồi mày đi làm gì đừng mẹ biết, mẹ nói chứ mày không nói vậy sao mẹ biết mày... giờ không lẽ mẹ làm mẹ mà mẹ không biết mày đi làm gì đó. Nó là nó vô chỗ đó nó học, nó là đừng nó học cho giỏi mai mốt nó kiếm người nó đưa vô là nó được ăn qua học đó, nó đó nó, đó, nó, đó. Nó về nó bán, nó bán được nhiều thì ăn nhiều, được ít ăn ít, nó đó là nó đó. Vào đấy thì không bao giờ có cái cơ hội để mà kiếm tiền về cho bản thân đâu. Dạ. Chỉ có mang tiền của cha, của mẹ, của gia đình, của bản thân tích lũy được, mang vào nạp vào đấy cho bọn chúng thôi. Dạ. Không có thật nó, đâu. Anh nói ví dụ như người ta bán muốn bán hàng online, người ta bán như đó, công ty mình phẩm mình làm rồi đó, Đông Anh rồi đó, mày làm đại lý cho nó hay là mấy cái đó là thật. Còn này là nó ảo ví dụ không đó. Ví dụ như người ta bán mỹ phẩm rồi như mấy người kia thì nó khác. Con này là bên hàng đa cấp của nó dụ mày không, hồi xưa tới giờ mày không hiểu. Nó lớn. Tức là vào đấy như thế này này, để em chia sẻ một chút ha. Bọn chúng là nó rất nhiều hệ thống. Mục tiêu của bọn chúng đánh vào tâm lý những cái bạn trẻ thích làm giàu. Yeah. Gọi là thích làm giàu cấp tốc á. Chúng thổi lỗ tai hay lắm, gọi là thao túng tâm lý. Đó. Khi mà anh nghe điện thoại đấy. Sếp gọi hả? Alo. Có khách điện tiếng nó điện lại em ơi, có công việc gấp à. Như thế này, bọn chúng là gọi là thao túng tâm lý. Vào đấy là một kèm một nhá, nó chia sẻ những cái điều hay lắm về những cái giấc mơ viển vông không có thật anh ạ. Và đặc biệt rằng là khi những cái bạn trẻ vào đấy rồi thì chỉ cần nghe một chút thôi là bị cuốn liền, bị mê hoặc liền, thích thú liền. Và sau khi đó những cái bạn trẻ đã bị sập bẫy thì bọn chúng bắt đầu tìm đủ mọi cách để moi tiền. Đó. Nó lừa cho chẳng hạn như con nhà mình bây giờ tới giờ phút này là hai chiếc xe ra đi. Một chiếc rồi, bây giờ chiếc kia nó về rồi. Chiếc kia về chưa? Về rồi, đem về rồi, bây giờ đổi lại nó mới lấy chiếc SH đúng không ạ? Dạ. Bây giờ là chiếc SH ra đi rồi đúng không ạ? Dạ. Mà hiện tại là chia sẻ với gia đình là đang nợ 100 bao nhiêu triệu? 110 triệu. Đó, 110 triệu. Là mình thấy là nó bất thường chưa? Dạ. Đây là cái trường hợp con nhà mình á. Như anh chị chia sẻ là cái phần trăm cao là vào đa cấp. Và vào đa cấp thì thật sự nó rất là phức tạp. Con nhà mình là một trong những cái nạn nhân là những cái con mồi. Rồi sau đó nó đào tạo cho con nhà mình lại đi dụ những cái người khác vào để ăn tiền hoa hồng. Hệ thống mạng lưới mà. Dạ. Vào đấy là nó bán ba cái thực phẩm chức năng mà ba cái bột gì đâu không. Trước kia là có những cái bọn đa cấp mà nó về đến từng vùng quê, từ thôn, từ làng để nó dụ những người già. Nó dụ thanh niên hết việc, nó dụ người già. Bây giờ nó quy mô hơn, nó chiêu trò nhiều hơn thì nó lại tiếp tục dụ những cái bạn trẻ mà hiện tại những cái bạn mà đang có những cái mơ ước là muốn làm giàu cấp tốc, hoặc những cái bạn mà muốn gọi là cầu tín
muốn thay đổi thì bọn chúng dùng những cái lời lẽ em nói với anh nghe anh đã còn khoái, nó nói chuyện hay lắm, cực kỳ hay, ăn mặc sang chảnh lắm anh ạ, mặc vest quần tay áo sơ mi mang giày, nữ thì mặc váy mặc đầm, nói chuyện đẳng cấp lắm, thổi vào tai nghe nghe nó sướng lắm. Chị nói chồng người ta nói chuyện gì nó mê rồi, cho nên về nhà mình phiên mình gầy nó không có, nói chung là mình nói gì nói chứ nó không có nghĩ là mình nói đúng. Vào nghĩ đấy. Mình sợ nó thôi chứ mình. Vào đấy là chỉ có đem tiền nhà nạp vào đấy thôi, chứ đừng có mơ mà làm gì được trong đấy, không có kiếm được tiền đâu. Rất nhiều người bị, rất nhiều người về đây cầu cứu anh em rồi. Em chỉ chia sẻ đó là sơ sơ thôi, chứ còn để mà chia sẻ cái hệ thống của nó thì rất là nhiều, rất nhiều. Bây giờ là anh chị là cái tâm nguyện là muốn như thế nào đây? Nếu thật sự con nhà mình vào đấy rồi thì anh chị muốn như thế nào đây? Tâm nguyện của anh thì em muốn nhờ bên đội hiệp sĩ này can ngăn giúp dùm, chứ anh cũng biết là cái mạng lưới không bao giờ có tương lai cho con anh. Anh muốn về ví dụ như cha con là về đó đi làm công ty, rồi gì có ấy thì ổn định thì cho nó ra học nghề, kiếm nghề với người ta. Hôm nay là thứ bảy là anh chị phải nghỉ làm để đi tìm con đấy hả? Dạ, xin công ty anh đang làm nó xin nghỉ đó. Lúc nãy là em thấy có một chị nhưng anh mới tới. Dạ, xin nghỉ, nãy xin nghỉ lúc 8 giờ đi ra xin nghỉ đó. Thì quản lý đấy là cho nghỉ hôm nay, mai nó thì dám cố gắng đi làm. Thôi thì mấy anh quản lý, mấy anh giám đốc của anh trai này cũng thông cảm, bởi vì là anh có một cái hoàn cảnh, cái điều kiện bây giờ thứ nhất là con anh như vậy rồi thì anh cũng phải rất là lo lắng, bậc làm cha làm mẹ mà không ai mà không lo lắng cho con hết. Thì mong rằng những cái anh nào mà quản lý hay giám đốc của anh ấy cũng thông cảm cho anh ấy, có thể là xem xét lại để cho anh nghỉ, có cái thời gian để anh đi tìm con, bởi vì mười cây mười hoa mười nhà mười cảnh, cha mẹ sao bỏ con được đây, nên mong các anh cũng thông cảm, hết sức thông cảm cho anh nhé. Bây giờ anh phải nói một cái điều gì đó với con trai của anh, hy vọng con trai của anh mới chớm vào thôi, suy nghĩ lại, thức tỉnh lại để quay đầu là bờ, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Anh cũng hy vọng là anh nói chuyện với con anh đi. Dạ. Con à, nếu con có biết cha mẹ chia tay tình con, thì cha con nghèo khổ dưới quê lên đây làm thì con cũng tỉnh lại, chứ cái đi theo quán hàng đó thì không có tương lai của con. Về cha con mình đồng bào với nhau mà sống, còn con ở thì đi thôi. Bây giờ con mà về đi, cha mẹ bỏ qua cho nó, tại vì con muốn kiếm việc làm, kiếm được cha con đừng đỡ gánh nặng với nhau, chứ không phải là gì thôi. Con với mẹ có thấy cha với mẹ lên đây tìm con thì con về đi, cha mẹ con không quậy ra thì con đâu, rồi về làm lại đi vô công ty rồi làm, cha con cũng làm con à. Năm mấy năm nữa cha con mình về quê. Mẹ nói chuyện với con đi, mẹ đang khóc quá trời rồi này em cha. Hy vọng rằng là em trai xem được video này, hôm nay cả gia đình em về đây, đặc biệt anh hai em thì đang ở ngồi ngoài, ba thì công việc rất là bận bịu, nhưng mà vẫn xin được các anh các chú quản lý để mà ra đây để đi tìm em. Thì em phải hiểu rằng là ba mẹ hiện tại bây giờ bỏ hết công ăn việc làm, chạy đôn chạy đáo, lo lắng tinh thần là bất an để đi tìm em. Thì mong rằng là em xem được video này, em phải sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình, bởi vì nếu thật sự con đường mà em đang chọn đó là hình thức kinh doanh đa cấp thì mong em phải suy nghĩ lại, bởi vì em có tham gia 1 năm, 2 năm và 10 năm cũng chẳng có một cái giá trị gì với bản thân em hết. Nên mà mong rằng em hãy thương cha, thương mẹ, thương nghĩ tới gia đình để mà sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình em cha nhé. Cái sự việc của anh chị thì anh em đã ghi nhận, sẽ giúp đỡ gia đình nhà mình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí anh chị nhé. Hôm nay anh chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Thì anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Dạ đồng ý, em cũng cảm ơn rồi chị Thanh Hải. Để em nghe tiếng nè sĩ Hải là giúp mọi người nào có hoàn cảnh khó khăn gì là đều giúp được hết. Em cũng mong làm các đội của anh hiệp sĩ thì dám cũng giúp giùm gia đình em. Cái trên đây trên giáo nước ở Bình Dương thì nó rộng quá, em không có biết nhờ cậy vào ai. Mong đội hiệp sĩ cũng giúp giùm gia đình em. Toàn bộ thông tin sự việc mà anh chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng. Dạ. Em cảm ơn sự tin tưởng của hai vợ chồng. Con em một cái nữa. Dạ vâng, mời chị. Con có gì thì con đi, con cái lý mà lỏ, con có cái gì á thì con về con nói thiệt với mẹ đi, cha với mẹ tha thứ cho con hết, miễn là con về con chịu làm ăn với cha với mẹ là được, chứ con đừng có nói là con không về.
con phải đi về, con nhớ là con bố ổng con bị té xe, mẹ ước gì là người té là mẹ, người bị thương là mẹ, chứ mà là con nhìn con đã ông một chứ mẹ đã tới 10 đó, con mà con không về thì mẹ không sống nổi đâu. Dạ thưa cô chú anh chị, thật sự đây là một câu chuyện rất đau lòng cô chú anh chị. Nên rất mong rằng tất cả cô chú anh chị hãy cùng chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Thanh Hải xem và chia sẻ lan tỏa video này. Để hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải sẽ tìm kiếm được cái thông tin của em trai này, cũng như là khuyên em trai sớm quay trở về đoàn tụ với ba mẹ. Cuối video em không biết nói nhiều hơn, chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con trai của anh chị quay trở về một ngày gần nhất. Xin phép chào hai vợ chồng anh chị, em chào tất cả cô chú anh chị. Cảm ơn. Dạ.